Các bạn thân mến, đền liệt sĩ là nơi ghi danh, tưởng niệm và ghi nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Hiện tại, chúng ta đang có mặt tại đền liệt sĩ huyện Nam Sách, một địa chỉ đỏ để hàng năm vào ngày lễ, ngày Tết, đặc biệt là ngày thương binh liệt sĩ, các thế hệ học sinh trường trung học cơ sở Nguyễn Trãi, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương lại được thắp những nén tâm nhang, những ngọn nến tri ân để tưởng nhớ tới các anh hùng liệt sĩ. Ngôi đền được tọa lạc trên khu đất rộng 1.600 m², thuộc địa bàn thị trấn Nam Sách, ngay cạnh quốc lộ 37. Đền liệt sĩ huyện Nam Sách được khởi công xây dựng vào ngày 13 tháng 12 năm 1998 và khánh thành vào ngày 27 tháng 7 năm 1999. Đền có cấu trúc theo lối hiện đại kết hợp với truyền thống của các công trình văn hóa tâm linh với các nét điêu khắc theo kiểu dáng của các ngôi đền thờ cổ. Đền được chia làm 3 khu chính: cổng tam quan, sân và nhà bia tưởng niệm. Ở giữa sân đền là một hồ bán nguyệt có vòi rồng phun nước. Khu nhà bia gồm 9 gian uy nghi, là nơi khắc ghi 3.530 anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu anh dũng và hy sinh. Hôm nay, chúng cháu thật tự hào khi được đứng tại đền liệt sĩ huyện Nam Sách cùng hướng về lá cờ tổ quốc và hát vang bài hát quốc ca hào hùng của đất nước với lòng biết ơn, niềm tự hào dân tộc. Bài hát do nhạc sĩ Văn Cao sáng tác và đã được bình chọn là bài quốc ca hào hùng nhất thế giới vào năm 2019. Bằng tấm lòng biết ơn vô hạn và thành kính, chúng em xin hứa sẽ học tập thật tốt, rèn luyện thật chăm để xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, góp sức mình xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, sánh vai với các cường quốc trên thế giới.